Ok. Kính chào anh em trong đêm nha. Sàn đồ xưa đồ cổ Tây Nguyên đầu lai. Kính chúc quý anh em sức khỏe và lời cầu trân trọng nhất. Hôm nay mình lên một số món đồ đồng nha các bạn. Đầu tiên là giới thiệu cái kèn này, kèn xưa này, đồ xưa này. Rất là hay. Anh em nào ở cái bụng thì inbox cho mình nha. Món thứ hai là thật Phật Thích Ca của Thái Lan này nha. Rất là đẹp, thần thái. Món thứ ba là Phật Quan Âm. Món thứ tư là cái chén đồng mini nha các bạn. Cặp chén đồng mini. Đồng này nhìn rất là sáng này. Nét văn hóa ẩm thực của Tây Nguyên này. Món tiếp theo là cái này mình mua cặp Apsara này các bạn. Apsara cái này cái gạch tàn nha các bạn. Cảm ơn các anh em đã xem livestream rất là nhiều nha. Món tiếp theo là có cái bình cá chép này các bạn. Rất là thần thái luôn. Đây này có cái mâm chú mọc 4 chữ nha. Này này cũng là cái sông trầm nè các bạn, miền đồng. Cái này có một danh sĩ nè, danh sĩ này nhìn giống như La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiết nè. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiết nha các bạn, hay là cũng có nét giống như lại Khổng Minh Gia Cát Lượng. Cái này là nhất thư nhất quả này. Nhưng mà mình không biết chữ hết, không biết chữ Hán nha các bạn, cũng chịu. Cái món cuối cùng của mình này là bộ lưu hương này nha các bạn. Lưu hương ở Huế này. Lưu hương ở Huế. Đây là cặp hạt đậu lưng rùa. Hạt đậu lưng rùa. Và cái bên này là cái bông cúc các bạn, bông cúc nè. Bông cúc nè. Đó, rất là đẹp. Ở sông Trầm. Nhìn rất là thân thái này các bạn. Một lần nữa là xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Các bác ưng bụng món nào thì liên hệ với mình số điện thoại 0935029429. Cảm ơn cả nhà nhiều. Hãy ủng hộ kênh bằng cách
cho cái quả sẻ hoặc là like, subscribe để mà xem được video nhất mới nhất. Tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại.